Hello anh em, ngày hôm nay đến với anh em với chủ đề đấy là liệu lịch sử có lặp lại. Năm 2014 thì Tuấn Anh có cơ duyên được đặt chân lên mảnh đất Tây Nguyên. Và đấy cũng là lần đầu tiên mà khi mà Tuấn Anh hỏi người thầy của mình đấy là thầy ơi sao ở đây họ trồng nhiều trầu thế mà lại không thấy trồng cau. Đấy là lần đầu tiên mà Tuấn Anh biết đến cây tiêu. Nhưng mà ở thời điểm đấy thì tiêu được mệnh danh là vàng đen của Tây Nguyên và được bán với giá là 200 đến 220 nghìn một kg. Và tất cả mọi người nông dân hay là các nhà đầu tư họ không có tiếc tiền trong cái việc là đầu tư những cái thứ xịn sò nhất, từ phân bón hóa chất mọi thứ tốt nhất để cho vườn có thể đạt được năng suất và để có thể có được cái thu nhập tốt nhất ở thời điểm đấy. Nhưng mà khi mà mọi người tập trung làm cái việc đấy thì nó cũng xảy ra một cái mặt trái, đấy là nó xuất hiện bệnh chết nhanh chết chậm. Đấy là chết chậm là bệnh tháo đốt bỏ đốt ở trên tiêu vàng lá và không thể phục hồi. Còn đối với bệnh chết nhanh thì hôm nay có thể cả 1.000 trụ tiêu đang xanh như thế, nhưng mà hôm nay nắng rồi mưa cái rồi ngày hôm sau cái nữa là cả 1.000 trụ tiêu ra đi. Những ai đi qua cái bối cảnh đấy thì Tuấn Anh nghĩ là sẽ hiểu rất là rõ một điều Tuấn Anh muốn nhắn nhủ. Và hiện nay ở khu vực Bình Phước thì những cái vườn sầu riêng này nó cũng đang như vậy. Hiện tượng cái chết nó không rõ nguyên nhân. Như một số báo đài và truyền hình Bình Phước có đưa tin thì rất nhiều vườn ở đây đang gặp cái hiện tượng đấy là cây nó sẽ bỏ lá khô cành như này. Mặc dù đang ở cái độ tuổi rất là trẻ, chỉ có 6 đến 7 năm tuổi thôi, 8, 9 năm tuổi thôi, nhưng mà cây đã bắt đầu chết, không rõ nguyên nhân bỏ cành. Và như đánh giá từ phía Tuấn Anh ấy, thì Tuấn Anh thấy là đất ở đây đang bị thoái hóa và nhiễm độc rất là nặng, dẫn tới là cái cây nó, cái bộ rễ của cây sầu riêng ở khu vực này không có thể phát triển được, đặc biệt là cái hệ rễ cám. Và như các bạn biết thì vừa rồi đào hoa Lâm Đồng bước qua một mùa mưa dài ngày và đã khiến cho rất là nhiều diện tích cây sầu riêng bị xuống. Và ở đây thì Bình Phước đang phải đối mặt với một cái thời tiết rất là khắc nghiệt về không có nước để tưới. Thực ra thì nó không có nước để tưới thì cũng không hẳn, nhưng mà cái lượng nước rất là ít. Nhưng mà đâu đấy Tuấn Anh cũng muốn, thông qua đây Tuấn Anh cũng muốn nhắn nhủ với mọi người rằng cái hành trình 9 năm qua Tuấn Anh đi tìm hiểu và phục hồi cái sự sống cho đất ấy, nó đến từ cái cơ duyên vào năm 2014. Thì hy vọng rằng, Tuấn Anh hy vọng rằng chúng ta có thể nỗ lực đủ nhanh để lịch sử không có lặp lại. Đấy là bằng cách, đấy là hãy chăm sóc sức khỏe của đất thật tốt, bộ rễ phát triển tốt thì cây sầu riêng của chúng ta sẽ phát triển tốt. Ok, chia sẻ với anh em chút vậy thôi. Bye bye, chào anh em. Ai ơi bưng bát cơm đầy, ngồi ăn trái ngọt có còn.